mất rồi. Còn cái gì? Ông ơi mất rồi, tí ơi mất rồi. Cái gì? Sao tự nhiên tí nhìn con rồi ha? Anh hai chị hai nhìn em nữa. Bây giờ đi lấy vợ rồi. Giờ lành đã tới. Tất cả xuất phát qua đàn gai rước dâu. Dạ. Đoàn về rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Chuẩn bị. Đẹp. Đi lên. Ăn uống vậy này. Vâng ạ. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Ú Nụ gửi đến quý quan khách một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đây. Dạ, kính thưa quý vị, ông bà ta có câu: rau tôm nấu với ruột bầu, chồng Trang vợ húp gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho mấy đứa con, chồng Trang vợ húp đứa con đứng nhìn. Đây. Dạ. Là một MC đình đám, chuyên dẫn đình và các cái đám, thì ngày hôm nay tôi trân trọng được đứng đây để dẫn cái đám cưới của Tân Lan và Tân Gia Nhân. Và ngay bây giờ, thời khắc quan trọng nhất, chúng ta cùng nhau chào đón một đám người ở dưới. Lên đi. Trời ơi. Đúng đây. Tắt nhạc anh. Ê, bị khùng hả? Trời ơi, cái đám cưới người ta mà người lớn rồi mà kêu một đám ở dưới đi gì? Phải mời cô dâu chú rể lên trước, rồi xong rồi đàn trai, đàn gái lên mời từng người. Đăng vậy cho nó gọn. Khùng quá! Phải đúng này nghe nè Hoàng. Trời ơi! Đó giờ đi dẫn được. Dạ, ngay bây giờ xin phép được mời cô dâu chú rể. Cô dâu đang sánh đôi cùng chú rể. Hết rồi áo tím áo xanh, giờ đây em đã có anh là chồng. Từ đây thấm đượm tình nồng, anh đây em đó cùng nhau về nhà. Về nhà mặc sức mà la, la qua la lại thằng con chào đời. Vô luôn, vỗ tay. Không. Đó, nói về sự chào đời là để cảm ơn sự dưỡng dục và sinh thành. Chúng ta không thể nào thiếu thân phụ của chú rể. Xin mời. Dạ vâng ạ. Làm lâu chứ. Trời ơi. Phước lòng phước biết chứ. Ba cái gì vậy? Đi lên. Vâng ạ, có chú rể rồi mình cũng không thể nào quên được thân phụ của cô dâu. Vâng ạ, là có thân phụ thì chúng ta không thể nào quên được công ơn dưỡng sanh, sanh thành thân phụ để có cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và tôi xin phép được trân trọng kính mời người quan trọng nhất ngày hôm nay. Xin kính mời ông nội. Vâng ạ. Và trong ngày vui của Tân Lan và Tân Gia Nhân ngày hôm nay, tôi xin phép được nhường micro lại cho ông nội để có quý đôi lời gửi đến quý quan khách. Tự tin nha. Ngon lành luôn. Tự không tự tin á, làm lon bimina vô tự tin. Thôi, để yên ông nội phát biểu, ông nội là người lớn mà. Chào bà con quan viên hai họ, tôi ông nội của ông rể. Bữa nay rất là hân hạnh và vinh dự tạ ơn, cảm ơn bà con quan viên hai họ đã bỏ chút thời gian quý báu, không ngại đường xá xa xôi tới đây để mà chung vui với gia đình và chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Nếu như trong đám cưới này có điều chi sơ xuất, xin bà con niệm tình tha thứ. Vỗ tay. Và bây giờ tôi xin nhường lại cái micro cho bà con hà ở làng xóm. Bà con ơi, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 4. Mày thôi chơi trên này, nãy giờ mày lầy lắm rồi. Tao nhịn mày từ nãy giờ rồi. Mày hết lâu chú rể, rồi mày cho ba tôi uống bia dùm lấy ông nội. Mày nhảy múa lum la vậy, tao cứ... Dựng, đi ngồi. Mày thôi nha mày. Ai cũng giỡn mày kìa. Nãy giờ mày lầy. Ai cũng giỡn mày. Mày á, tao nói thiệt mày, lần sau những cái...
dòm nhiều quá ta. Nhiều người dòm. Kính thưa quý vị quán khách, và đó là một tiết mục vui của ba chú cháu tôi, chú Út, Đạt và Chính Lầy. Vỗ tay! Tiết mục vui, tiết mục vui. Dạ, kính thưa tất cả bà con ở đây ạ. Thật sự đây là một tiết mục vui của chú Út, anh Đạt là Chính Lầy thiệt. Ba người đã tập ngày hôm qua nhưng họ không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên đôi lúc hơi bị lố tí xíu. Dạ xin lỗi bà con. Và bây giờ cho Khờ xin phép được trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm thân thương của mọi người đã dành cho vợ chồng Khờ cũng như là gia đình. Thôi thì bây giờ tụi em xin phép được làm lễ rồi chúng ta bắt đầu nhập tiệc luôn ạ. Lên nhạc. Và sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Vâng à. Gì ta hát cho chị ta được. Có một chú bé xung phong. À không phải, bé ông nội mà chứ bé. Có bà con ở gia đình xin qua đi đứng xuống để ta hát. Dạ kính thưa bà con, tôi ở xa, hôm nay sẽ về giữ đám cưới cháu tôi. Có gì cũng cây nhà lá vườn tham gia văn nghệ, ai có văn nghệ tham gia cho vui ăn. Và sau đây để mà mở đầu chương trình văn nghệ cho có phần hấp dẫn sôi động, tôi xin kính gửi bài hát 60 năm cuộc đời. 60 năm cuộc đời. Vô sung lên. Đẹp nữa. Nhỏ này khéo ăn khéo nói dễ sợ á. Rồi hai mắt con mình đẹp đều. Dạ. Con coi má làm vậy á được chưa?
hình như còn thiếu một bên đây nữa mới đủ á má. Rồi cái bông đâu? Hình như là Út Hiền cất. À vậy hả? Để má chạy ra, má kêu con Út Hiền đem vô cho con nha. Dạ. Chào má chút. Cho tôi hỏi ngay bây giờ, có ai góp vui nữa không ạ? À? Còn ai không? Có tôi. Xe xe hoa đưa anh chị mọi người ơi, trời ơi ấn tượng quá. Xe ta tiền hồn anh sáng, ngọc thế tôi đâu thương đồng anh trường. Đêm khúc yêu đương khi còn không buồn nào rồi. Tại sao? Tại sao lại có đám cưới này xảy ra? Ô, kịch sĩ, một kịch diễn viên. Trời, hay quá. Diễn viên. Cái gì? Tôi làm cho hề cho mấy người cười hả? Trời, diễn thiệt dễ sợ luôn kìa. Hay. Đi mà đi. Trời, diễn không diễn gì cả. Trời, diễn hay quá. Tất cả nằm xuống. Chạy. Ở đây người ta núp né hết trơn rồi. Bỏ em xuống đi. Im đi. Con ơi, con bình tĩnh con ơi. Ở đây đám cưới đi tiền mừng không có nhiêu tiền hết, chứ không phải ngân hàng con ơi. Ai đút đầu lên tôi bắn bây giờ đó. Con ơi, con đám cưới mà mày móc cây súng cao su nhựa con nít ra chi vậy con? Tí hả? Súng, nằm xuống. Tôi không có muốn cướp tiền, tôi không muốn giết ai hết trơn á. Tôi muốn cướp cô dâu thôi. Cô dâu đâu? À, anh ơi. Cái gì? Anh ơi. Bình tĩnh. Tôi nói anh nghe nè. Anh quầy lộn đám cưới rồi. Đây không phải là bạn gái cũ gì của anh đâu. Cô dâu là vợ của tôi. Đừng có gạt tôi. Mấy người định gạt tôi hả? Trời ơi, tình yêu 10 năm của tôi, tại sao nở đâu nào gạt tôi? Em hứa em yêu tôi, rồi bây giờ ba má em bắt em đi lấy người khác. Tại sao đối xử tôi như vậy? Tại sao? Hả? À, anh Bình tĩnh. Anh mới nói cái gì? Anh quen cô ta 10 mấy năm trời hả? 10 mấy năm, 14, 15 tuổi là yêu tôi rồi. Mà bây giờ nỡ phụ bạc tôi. Cũng tại mấy người nè. Quay. Bình tĩnh. Người này nè đúng không? Anh ơi, ông. Không. Là ông đây, vậy là ông đây. Tôi. Là ông đây. Anh ơi, tôi nói nghe nè. Tôi khẳng định với anh luôn, là anh quậy lộn đám cưới rồi. Cô dâu ở đây không phải là người của anh. Đừng có gạt tôi, không phải là bạn gái anh đâu. Đừng có gạt tôi. Anh quậy lộn đám cưới thiệt rồi. Hương ơi, em ra đi Hương ơi. Em không ra, anh giết hết bây giờ đâu Hương ơi. Cô dâu à? Không phải rồi, tên Hương. Cô dâu ta tên Sao Mai. Trời ơi, tại sao em trốn tránh anh mà em lại thay tên đổi họ luôn vậy Hương? Trời ơi, tôi giết hết. Hương ơi. Anh, tôi khẳng định với anh một lần nữa, cô dâu không phải là Hương, là bạn gái cũ gì của anh cả. Cô dâu là vợ của tôi, không phải là người yêu cũ của anh. Lúc nãy anh nói sao? Cô dâu với anh quen nhau hơn 10 năm trời. Cô ta dành cả tuổi thanh xuân cho anh luôn. Vậy mà anh không lo được cho người ta một cái hạnh phúc, không lo cho người ta được một cái đám cưới nữa. Thì anh làm như vậy, anh nhắm là mình có nên ràng buộc cô ta nữa không? Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại, giải thoát cô ta đi. Đừng để cô ta phải vướng bận nữa. Tại mấy người ép tôi, mấy người biết tôi tài giỏi, mấy người ém tài tôi phải không? Không có tôi phát triển tài năng của tôi, bây giờ tôi mới ra cơ sở như vậy nè. Đây. Cái gì chứ Lai? Nó đang tức. Cái gì chứ Lai? Con Khánh làm gì? Mày làm cái gì? Thì chạy nói chuyện chào được chứ. Đừng bế tắc, đừng bi quan. Hãy giống như anh nè. Anh từng bế tắc như mày vậy đó. Anh từng bi quan như mày vậy đó. Cũng đi vô phá đám cưới người ta. Rồi một ngày uống một lon bia vô cái hết liền. Bia? Là một lon. Mày muốn vô một lỗ mà ra hai lỗ không? Đi dây! Mày dụ tao hả? Tính dụ tao hả? Bình tĩnh. Anh không muốn ra hai lỗ đâu, ra hai lỗ kỳ lắm. Đây, đây,
anh chụp được súng nó rồi. Mọi người hỗ trợ nó đi. Mày khùng hả? Nó còn nằm ở đây nè. Mày lộn xộn hả? Vẫn chưa chụp được mọi người ơi. Vẫn nằm nha. Không, hai tay ảnh ở đây. Vậy đây. Tôi mới đính làm cái trò gì vậy? Tôi nói ra, ngày xưa cuộc đời tôi cũng bế tắc lắm. Tôi không có một cái gì cả. Tôi là thằng khờ. Mọi người rất là coi thường tôi. Nhưng mà bằng ý chí phấn đấu, tôi quyết tâm tôi phải làm được tất cả mọi thứ. Và đến bây giờ, tôi có được vợ, có được gia đình đàng hoàng. Còn anh, tôi biết anh là một người tài năng. Anh rất giỏi, anh cũng có ý chí luôn. Nhưng mà anh quen con người ta mười mấy năm trời rồi. Anh không lo được tới hạnh phúc. Mọi người ơi, bình tĩnh. Bong bóng nổ chứ chưa ai nổ súng hết. Mọi người vẫn nằm đi. Trời ơi, làm tôi hết hồn. Anh mới làm tôi hết hồn á. Anh làm tôi hết hồn á. Nghe tôi nói tiếp nè. Thị xã, chuyện gì mình cũng thể làm lại từ đầu cả. Quen người ta mười mấy năm trời, người ta dành cả tuổi thanh xuân cho anh không lo được. Thì gặp tôi là người nhà của ấy, tôi cũng xúi bỏ anh luôn á, anh hiểu không? Trời ơi, mày điên không? Điên à? Cái gì? Anh bình tĩnh. Mình đàn ông, mình phải khẳng định tôi có thể đương đầu với tất cả. Tôi lo được hạnh phúc, lo được tương lai của người tôi yêu. Mọi người cứ yên tâm giao cô ta cho tôi. Anh hiểu không? Tôi hiểu mọi người muốn gì rồi. Và bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn giết mấy người. Tôi muốn giết mấy người thôi. Đưa cô dâu đây. Cô dâu đâu? Cô dâu đâu? Hương ơi, Hương ơi. Hương ơi. Đây. Tôi anh ơi, tôi nói anh nghe. Đây là Hương. Vợ tôi chứ không phải là Hương, bạn gái cũ của anh. Mấy người cố tình che mặt vợ tôi lại nè. Trời ơi. Em có bị trai như thế nào không qua được cặp mắt của anh đâu. 10 năm trời yêu nhau mà làm sao qua được cặp mắt của anh chứ hả? Hương ơi, em thấy gì anh? Mày tránh ra. Tôi khẳng định anh đây nó không phải là Hương mà. Vợ của tôi không phải là Hương. Chứ là Hương đâu? Hương của tôi đâu? Trời ơi, Hương của tôi đâu vậy anh? Trời ơi, Hương ơi, em ở đâu vậy Hương ơi? Trời ơi, Hương ơi. Chiêu, chiêu. Chiêu, chiêu. Thấy không? Tao nói là súng ngủ đồ chơi. Trời ơi, tụi đang xỉn nó làm mấy cái tỉnh luôn á anh Đạt. Tỉnh luôn á. Thôi, Dừng lon. Alo. Một tiếng mừng vui thôi. Trời ơi. Một tiếng mừng vui. Đúng là sự nhập lẫn của một chàng trai trẻ. Thôi được rồi, mọi người ơi, nâng ly tiếp tục đi mọi người ơi. Chị là ai? Chị muốn đâu tôi đang? Thằng khốn nạn, tránh ra, tôi đang bùng mang giải chữa. Làm cái gì vậy hả? Tránh ra. Hả? Cái tên đây nè. Trời đất ơi. Đó nghe nè, nè. Mình đi đám cưới người ta, mình có bầu á, mình xỉn không, mình về mình ngủ. Mắc mớ gì, quýnh chú rể như thú vậy. Bình tĩnh lại đi. Nó chết bây giờ. Trời ơi, nó đang có bầu. Trời ơi, tôi muốn lợi con nó luôn nè. Xuống rồi. Chị ơi, tôi khổ quá mà. Mọi người nhìn đi, cái thằng này nó làm tôi có bầu nè. Hả? Nè, chị nói cái gì vậy? Từ nói. Thằng này đúng không? Thằng này. Ông Khoan già đây. Đúng rồi, tao già rồi. Là sao có sức nữa? Ai cho mày đám cưới này? Tôi nói không? Tôi hốt bà có bầu nào mà nói coi. Ai đám cưới này? Để. Mày đúng không? Không. Tránh ra. Thì ai? Mày. Trời ơi, hắn làm cho tôi bụng mang dạ chữa. Trời ơi, không có nha bà con. Mấy con coi tôi nè, tôi có bầu nè. Đó, thấy chưa? Hồi nãy dở cái khăn lên, không phải sau mai tao nghi rồi. Trời ơi, thằng Khờ này nó sở khanh thiệt. Nó dám lừa gạt con gái người ta có bầu, bây giờ nó cưới thêm nhỏ mới nữa mày. Nhìn nó nha, Cần Khờ. Không ngờ con người nó như vậy. Không ngờ thiệt luôn á. Bà con mình ơi, thật sự trong chuyện này là có hiểu lầm cái gì á chứ là... Trời ơi. Từ nói. Chị muốn chồng tôi ra, tôi có gì. Còn cô đó nghe chưa, cô nhìn tôi đi. Tôi là tấm gương nè. Mày muốn là cũng bỏ cô, em như là bỏ tôi vậy đó. Trời ơi. Tránh ra. Buông ra. Đi
giờ lại nè, nói nãy giờ đám cưới mình là vui lắm rồi, bây giờ lại là một cái màn vui nữa thôi. Bị lộn đúng không? Bị lộn cái gì? Ủa dạ, lộn cái gì mà lộn? Hả? Lộn cái gì? Lộn cái gì? Bây giờ hả? Anh có quá thành trơn thì cô không nhận ra anh. Thằng sợ khanh là cô nè. Tránh ra. Trời ơi, tôi bụng mang dạy chỗ mà bây giờ đi lấy vợ nè mọi người ơi. Thôi thôi, bà con bình tĩnh, không sao. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi nói chị nghe nè, thật sự á, trong tiềm thức, trong ký ức của tôi chưa bao giờ tôi gặp chị, không có bao giờ tôi thấy hình bóng của chị trong đầu tôi cả. À, anh không nhìn thấy cái mặt tôi ha, đúng rồi. Lúc đó tắt đèn mà sao anh thấy được? Trời ơi! Ê, bà con ơi, bình tĩnh, thằng thợ nó không biết cái gì đâu. Không biết đó, lộn rồi. Nè, nói cho nó đàng hoàng, đừng có nói tầm bậy tầm bạ rồi nhắm máu phun người vô phá cái đám cưới người ta nghe chưa? Nhắm máu phun người cái gì? Tôi phun anh nè. Trời ơi! Ê, thôi mà, trời, mọi người đây nhầm rồi, thằng khờ em tôi là đám cưới lần đầu tiên, bao nhiêu năm nay nó hiền, nó không có quậy quậy đâu. Hồi đó giờ nó đi theo tôi, nó phụ tôi làm gì có chuyện mà nó bắn lẻ, nó làm mấy cái vụ này. Mấy người mới nhìn lộn cái tên này nè, còn cô nữa, cô ra đây, đi ra đây, đi ra, cô nhìn tôi đi nè, tôi là tấm gương của cô nè, lấy mẫu hả? Cái thằng này nó cũng bỏ cô giống như bỏ tôi vậy đó. Thôi bây giờ này, bình tĩnh, cô ta đang có bầu, bình tĩnh. Đúng, đây là chuyện của tôi với chị, để tôi giải quyết chuyện này. Trời ơi, cái thằng này, tại sao vậy? Ôi, tao đã tin tưởng rồi đâu. Chuyện của mày là con mày thấy chuyện luôn hả? Anh Đạt ơi, mọi người ơi, bình tĩnh, em nói nè. Chuyện em với cô ta là chuyện hiểu lầm, chứ không phải là chuyện em làm cô ta có bầu. Để em giải quyết chuyện này cho. Bây giờ nè. Bà má ơi, ông nội ơi, cái đồng tiền mất tiêu rồi. Cái gì? Mất đồng tiền? Nè, lần này tôi tha cho anh nữa nghe chưa? Lần sau nó chết cho tôi đó. Ê, thắt được rồi, lấy vô. Vô đây. Cô ta đang có bầu, lấy tay ra. Bầu bì gì tầm này nữa. Cô ra. Được. Cô ra. Cô ra. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Ai? Ai xuống dục cô vô đây quậy cái đám cưới này? Đúng. Tôi vô đây tôi quýnh ghét. Hồi nãy là tôi có bầu rồi đi có vợ. Bầu à? Đánh hồi nãy đánh cho đã đời rồi. Tự nhiên ở đây bị lòi ra mất thùng tiền. Cái tự nhiên tha cho thằng em tôi bỏ chạy. Giàn cảnh đúng không? Nha. Bầu quá. Bầu lắm. Bầu quá. Bầu dưới đây. Dạ cái gì vậy? Gì vậy con? Không ai bầu bì mà mang cái đau quốc mà tất mấy vậy đó. Bầu bì. Làm gì vậy? Từ từ nói mà. Dạ rồi. Em nói rồi, đây là chuyện của em để em giải quyết cô ta. Cái gì? Bầu quá. Bà hai có đâu cái bầu. Bầu. Trời ơi, em làm gì vậy? Ê. Lôi đi. Mấy cô làm cái gì vậy? Ê. Trời ơi, đau hả? Bà con ơi, thật sự đây là bầu giả khờ, không phải là người gây ra cái tội lỗi gì cả. Bà vô đây bà kiếm chuyện, bà phá đám cưới người ta. Trời đất ơi, thấy chưa, thì ra là khờ này nó hiền, nó đàng hoàng lắm. Biết rồi, nhìn cái mặt nó biết nó hiền rồi, làm sao mà nó có chuyện đó. Cái con nhỏ này nó ghen thiệt, dám dàn cảnh hả mày? Phạt nó, phạt nó, uống hết lòng bia. Phạt ba lon. Bậy, không có ba lon gì đây hết. Bây giờ ba lon, bốn lon gì, bây giờ phạt nó mấy năm nè. Đi đất lên công an. Đúng rồi. Đi lên công an lên. Đi lên công an. Cái gì? Đừng có bắt tôi lên công an. Tôi xin mấy người mà. Tôi lại mấy người. Vậy là sao? Anh ơi, tôi xin anh mà. Anh nói với mọi người tha cho tôi đi. Tôi xin anh mà. Cái người lấy cái thùng tiền là chồng của tôi. Tôi xin anh đó. Là chồng của cô hả? Đó, nghe chưa? Tôi đâu có sai đâu. Tại sao cô làm như vậy? Cố tình ăn cắp tiền đúng không? Đi với tôi báo công an mới được. Mà, tôi xin anh mà. Tại vợ chồng của tôi vô đường cùng rồi cho nên mới làm như vậy. Tôi xin anh đó. Mọi người ơi, chuyện này là chuyện lớn rồi. Thôi bây giờ vậy, đám cưới của con vẫn tiếp diễn. Mọi người vẫn ăn uống vui vẻ nha. Thứ hai, anh Đạt, má hai, là mọi người lại lo cái đám cưới giùm em nha. Rồi. Chú Út, chính lầy, đi theo em, về nhà của ta. Em ở đây nha. Đi rồi. Rồi, được rồi, lo lấy. Cho mày ở tù 500 năm. Ta đang nhậu giữa trần ở nhà Thiên Chúa Vũ đi theo chi vậy? Quậy ơi! Làm ở nhà đang nhậu bây giờ trễ mấy lon rồi kìa. Mày đang vô đai ngon lành. Nè cô. Dạ. Đừng có kiếm chuyện nha. Dắt tôi đi lòng vòng từ nãy giờ rồi đó. Gần tới chưa? Dạ gần tới rồi. Chút xíu nữa là tới á. Rảnh rỗi tự nhiên chuyện nhà chú cái con phải đi theo.
biết nãy nhà nhậu với anh Đạt bét nhà luôn cho nó vui rồi. Ôi bé ai đi gì giờ, thằng khờ nó đi rồi có mình nó rồi mình tao, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Không không có mình theo nữa mày. Bảo vệ bảo vệ gì, bảo vệ rồi con xỉn rồi bảo vệ gì, nó quýnh luôn ba thằng có bảo vệ. Mày có võ sai bữa thấy mày tập võ trước nhà rồi. Ôi bốc khói rồi, bốc khói rồi, bốc khói rồi, dừng xe đi, để chạy nó cháy đó. Ê xe nó cháy hả? Xe chưa cháy mà cô định chạy đó. Bốc khói đâu? Bốc khói chỗ nào? Giỡn mặt với tôi hả? Nè, tại sao vậy? Diễn từ ở trong đám cưới của tôi diễn ra tới ngoài này luôn. Bây giờ cô muốn cái gì? Bây giờ cô làm sao? Lên xe không? Hay là muốn đi công an? À, lên xe, lên xe. Không lẽ bây giờ chiếc sợi dây chối cô lại cột chích beo dính luôn. Ôi, không cần. Ôi. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ôi. Làm gì? Chú Út. Chú gì? Gì vậy? Cậu kiếm chuyện nói xe hư nè, tính kiếm đường chạy trốn á. Chú Út hả? Chú Út đâu? Tính chú Út đâu? Leo lên. Lên ra. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Kêu nó ông sát vô. Ê, mới cứ vợ hiểu lầm. Đây nè. Vậy kêu nó quay lưng lại. Nha. Rồi ngồi im đi. Ngồi im vậy nha cho. Nhúc nhích là đá vô đít à. Rồi theo con nha. Thẳng luôn đúng không? Anh ơi, có người cậu kìa. Hả? Ê Cái chị đừng có đó mà dở trò dắt tôi đi vòng rồi kiếm cớ bỏ trốn nha. Tôi nói là chị biết lần này đừng bao giờ mà chạy thoát nào. Đi theo bà riết mà từ xỉn mà chị thành tỉnh luôn. Ở trong nhà mà còn bia không? Trời sao mày nhậu hoài vậy chính lầy. À, mấy chú cháu tụi tôi mệt mỏi với chị lắm rồi nha. Bây giờ gần tới chưa? Đồ nào? Quẹo qua đây. Mày phải không? Ừ. Ê, trời ơi. Con ơi con, ba có tiền để con đi bệnh viện rồi con ơi con. Nhà này đúng không? Ê, đây. Okay. Ê, đây, giữ tao. Con ơi. Đi sao chị? Con của tôi này bệnh nặng lắm rồi. Đó là lý do mà tôi giả bầu vô đám cưới của anh quậy phá để cho chồng tôi lẻn vô lấy cái thùng tiền đó. Tôi xin lỗi. Chị cũng ghen thiệt ha. Không biết bơi, đánh trống lẻn, tìm đường trốn, rồi đặt nhảy xuống sông nữa. Nếu như không có cái thùng tiền đó thì con tôi sẽ chết. Tôi thà chết thay cho con tôi. Tôi không muốn nó phải sống khổ sở như vậy đâu. Anh ơi, tôi biết là vợ chồng tôi làm chuyện không đúng trong ngày đám cưới của anh. Tôi không còn đường nào khác nữa. Vợ chồng tôi không còn đường lui nữa. Tôi cần số tiền đó để đưa con tôi đi bệnh viện. Con mình nó giúp cho tôi, nó cho tôi mượn tạm số tiền đó. Tôi làm trâu làm bò, thậm chí tôi ở tù tôi không chịu nữa. Nó giúp cho vợ chồng tôi đi anh. Rồi, hai vợ chồng bình tĩnh, từ từ. Đấy, từ thứ bảy. Cầm tiền đi, cầm tiền mừng cưới của tôi á, đưa bé đi bệnh viện cả. Lúc đó tính tiếp nha, có gì liên lạc cho tôi. Tôi cảm ơn anh. Giúp tôi đưa bé đi bệnh viện. Bây giờ tôi phải về đám cưới, lo cái đám cưới của tôi. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để đi. Cảm ơn anh. Ấm ly đẩy lên đi, còn mình lại cái gì nữa. Nhanh lên. Nhanh lên anh ơi. Em đi theo, nhanh lên. Ê, uống miếng nước đi. Chắc không sao đâu, chứ đừng lo quá. Biết sao lâu vậy trời. Anh Khờ về. Ông nội, ba, má. Tía má, Út Hiền. Sao được hả? Làm gì mà lâu vậy con? Dạ. Qua hôm đó là sao? Có dạ. Đúng như lời cô ta nói không? Gia đình mình đó khổ thiệt tía. Có đứa con bị bệnh, tội lắm.
Rồi còn thằng Út với thằng Chính Lầy đâu? À, đâu rồi? Dạ má khỏi kiếm, chú Út là anh Chính Lầy á, giúp con phụ gia đình bên đó đưa đứa nhỏ đi bệnh viện rồi. À dạ. Dạ ông nội. Tí má, lúc nãy con có lấy tiền trong thùng tiền mừng cưới của con nè, để tặng gia đình bên đó đưa đứa nhỏ đi bệnh viện. Con làm vậy chắc không có ảnh hưởng gì đâu ha. Con làm vậy là giỏi lắm, mai mốt con cái của con sẽ hưởng được phước đức đó. Mà tụi con biết san sẻ cho người khác vậy là còn hay là may mắn nữa đó. Dạ giỏi. Anh Khờ giỏi quá, anh Khờ tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi, anh Khờ gốc hiền mà. Vợ con đâu? Trời đất ơi, bình tĩnh coi, nó đang nằm trong phòng đợi con đó. Trời ơi, xém mất vợ luôn rồi. Ê, nè đang mệt đó, làm gì từ từ đó con. Dạ. Ông này nói gì vậy? Ủa, tôi khuyên con tôi không đúng hả? Thì nó cũng y như ông thôi. Ba. À, dạ thưa tía, con mời tía vào trong nghỉ nha tía. Ba, đi vô tôi. Ông này. Ê, khỏi đi, để nó sáng dọn. Ê. Đi vô tôi. Đi vô. Ông này. Đi vô. Anh sao rồi? Mọi chuyện ổn chưa? Chuyện chiều quá hả? Anh giải quyết xong rồi. Gia đình đó tội nghiệp lắm. Chú Út mới làm Chính Lầy đưa mẹ đi bệnh viện rồi. Vậy thì tốt quá. Em. Chuyện em bé giải quyết xong rồi. Bây giờ giải quyết chuyện của hai vợ chồng mình nha. Anh Khờ. Anh Khờ, tỉnh. Em tân hôn gì mà cứ ngủ hoài à? Ủa, sao lại là sao mai vậy? Trời, không em chứ ai. Đêm tân hôn gì mà cứ ngủ. Không có làm được cái gì hết đó. Anh Khờ nhớ rồi. Hồi sáng này nè, là đám cưới của anh Khờ là sao mai. Hồi sáng anh Khờ bị mọi người trước rượu say. Sai cắm đầu luôn. Ngủ một giấc tới bây giờ không làm ăn gì được hết. Sao mai anh Khờ nằm mơ một giấc mơ. Anh Khờ mơ thấy gì vậy? Không kể đâu. Kể là bị quýnh thêm bên này nữa sao? Không kể là bị quýnh gấp đôi luôn á. Giờ kể không? Không. Anh Khờ kể em nghe coi. Cái gì vậy? Kể em nghe coi. Mơ thấy gì vậy? Trước khi nghe, sao mai muốn đêm tân hôn anh Khờ phải làm gì đúng không? Kỳ quá tự nhiên. Anh Khờ ơi, làm nè. Tôi là dân miền Tây nha, vui thì đâu có say nè. 5-7 ly như vậy thì đâu có gì mà tôi phải ngán à. Cứ là nhậu tới sáng à, hát là tôi xả láng à. Ông bà cô chú bác anh chị bạn bè 1-2-3 vô nha. Sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới đền rang. Nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu.